Đây là ai đấy ạ? Cung Ly. Cung Ly. Cung Ly mà. Cung Ly là ai? Cùng Lợi. Cùng Lợi. Cung Ly là ai? You know the Chinese actress? Very famous. Cung Ly. Chinese actress. She's one of the top. So that's her? You look it up. Yeah. Là coi như là cái này nó gọi là gì nhỉ? Graphic à? Hay là nó gọi là digital art? Không. Hay nó gọi cái này anh tìm ra tên đấy. Em hỏi hay quá. Anh tìm ra tên, anh gọi là low high tech. À. Low nhưng low, mà high. Low high tech. Low high tech. Em nghe nói hồi nhỏ là anh đã mơ ước làm nghệ thuật, thì lúc đó bố mẹ anh phải làm việc rất là vất vả để nuôi anh học nghệ thuật, có phải không ạ? Đúng rồi. Nghe thương nhỉ. Thế rồi đến khi anh bắt đầu sáng tác được những tác phẩm đầu tiên thì bố mẹ anh đón nhận các cái tác phẩm của anh. Cũng thú vị, câu hỏi hay quá. Năm 1998, mẹ anh có lên thăm anh. Cái lúc đấy anh cũng vừa mới lấy vợ, lúc chưa có con, nhưng mà lúc vẽ nhiều tranh lắm. Anh không ngờ là mẹ anh lại hiểu những cái gì anh vẽ. Thành ra là thực ra anh cũng thấy cũng hơi bối rối chút, bởi vì anh cũng không muốn là cái công việc của anh mà làm cho bố mẹ lo lắng á. Thì không, bởi vì nó liên quan đến câu hỏi của em mà. Hiểu hết. Bố mẹ hiểu hết. Mẹ anh khuyên anh những cái cụ thể lắm. Bảo con ơi, con đừng có động chạm đến những cái chuyện nó quá cụ thể. Mẹ anh lớn nhá. Lớn tuổi 58, 80 rồi. Năm 98 lúc ấy mẹ anh cũng chắc khoảng 60 hả? 60, 70 gì đấy. Bây giờ nhiều tuổi quá, chẳng muốn tính nữa. Nhiều tuổi đấy. Nhưng mà thực sự là mẹ anh biết. Mẹ anh biết anh đang làm cái gì ấy. Em nghĩ cái điều đấy là rất là quý. Thế nên là anh là hạnh phúc. Anh cũng may mắn quá. Anh may mắn. Kiểu như là nó có những cái chuyện mà anh thấy cực kỳ may mắn, nó giống như là người châu Á mình ấy. Là nghĩ là trong cùng một thời, một thế hệ. Tức là khi bố mẹ vẫn còn đang sống, mình có thể nói chuyện được với bố mẹ. Đấy là một cái điều rất may mắn. Bởi vì là giống như là người ta không có nói chuyện với nhau trong khi người ta đang sống. Anh cũng cảm giác thế. Thế thành ra khi mình nói chuyện được với bố mẹ khi còn đang sống ấy, anh thấy quý lắm. Kiểu như mình cứ ôm bố mẹ hoặc là cái gì đấy, anh thấy cái đấy quý. Hồi anh học ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội thì em nghe nói là anh chơi thân với anh Quang Huy và anh Minh Thành. Đúng rồi. Và lúc đấy là gọi là bộ ba Hà Nội đúng không anh? Thế à, đến người ta nói thì thôi, mỗi người là mỗi cá nhân chứ. Vâng, thì anh bây giờ anh còn chơi với các anh không? Và anh không, bạn bè thì luôn luôn mà. Nhưng mà còn bộ ba rồi các thứ, bởi vì là ok, mình cũng phải thông cảm với chuyện này. Lúc đấy bọn anh làm với nhau rất là nhiều cái dự án. Kiểu như bọn anh nghĩ ra cái này cái kia, cái này cái kia. Bọn anh làm những cái triển lãm thực sự là hồi đấy quá nhiều năng lượng mà trẻ đấy. Thì làm thì rồi mọi người quan sát là ba thằng phải làm nhau suốt đấy. Thì mọi người gọi thế thì ok, cái chuyện đấy là một cái mọi người gọi thôi. Nhưng mà ngay rất là may nhá, anh Thành nhá, với cả anh nhá. Anh Huy thì anh cũng không dám chắc lắm, bởi vì anh cũng không nói chuyện đấy lắm. Nhưng mà anh Thành và anh luôn luôn khẳng định là chúng ta là những cá nhân. Chứ chúng ta không phải là ghen. Thì trong trường thì anh học về những cái chất liệu rất truyền thống, ví dụ như là sơn mài, rồi tranh lụa, rồi giấy gió. Thế nhưng mà khi ra thực hành thì anh lại dùng những cái chất liệu khác, ví dụ thậm chí là performance. Thì anh có thể chia sẻ là khi cái quá trình như thế nào mà anh lại khám phá ra cái việc trình diễn, nghệ thuật trình diễn? Thực ra thì một cái trường đại học kiểu academy ấy, thì họ không thể nào mà họ cung cấp cho mình tất cả những cái gì mình muốn. Bởi vì có những cái thằng điên nó vào trường mỹ thuật nhưng mà đòi chơi nhạc cơ. Thì tính sao?
Thế thành ra là mình không thể nào mà mình chiều lòng chúng nó được. Thì cái cơ sở nó là tất cả, nó giống như là cung cấp những cái nghiên cứu, cái thời gian cho sinh viên để anh nghĩ cái thời gian này quan trọng đấy. Kiểu như là nhất là tuổi trẻ nhé, kiểu như là 18 tuổi cho đến 24 tuổi. Trời ơi, đấy là cái tuổi mà thực sự mình có thể ngồi trà đá và mình có thể thoải mái và mình không có lo nghĩ gì tiền bạc, mình không có lo nghĩ là mình có cái gì ấy. Đấy là một thời gian tốt để học rất là nhiều thứ. Thì trường mỹ thuật về mặt cơ bản là họ cho bọn anh nhiều lắm. Anh cực kỳ biết ơn cho thời gian, cho một cái không có sức ép. Anh chưa bao giờ gặp thầy luôn. Nhiều năm không gặp thầy. Bởi vì lúc mình đến lớp thì thầy lại đi về rồi. Rồi không tự học, nhưng mà một cái môi trường rất là tuyệt vời, có bạn bè, rồi có học tập rồi các thứ. Đấy thì lại quay lại cái chuyện tại sao mình đã thử rất là nhiều thứ. Bởi vì là mình có thời gian. Mình có thời gian và mình có được cái sự động viên ấy. Cái động viên thực ra là không phải ai động viên mình đâu. Mình động viên mình. Mình nói trời ơi sao mình sướng vậy. Sao mình lại tự do thế. Thế là mình thử đủ các thứ mà. Anh làm nhạc cho sân khấu rồi các thứ mà. Rồi các thứ thì mình cứ giống như là một cái người trẻ con đi học thôi. Thì anh nghĩ là một cái bọn anh được trải qua một cái thời gian rất thư giãn. Lúc anh học trong trường mà anh các cái tác phẩm hoặc là sau này anh đưa cho các thầy giáo của anh lúc đấy thì các thầy có ý kiến gì không? Không, anh chả được gặp thầy giáo. Không bao giờ gặp. Thầy giáo chưa giờ nhìn mặt anh. Thầy giáo của anh đến năm thứ năm ông chỉ mặt anh bảo mày là thằng nào. Bảo em đến nhà thầy chúc Tết thầy mấy năm trước thầy không nhớ à? Không, nhưng mà cái đấy là cái tốt. Nó có một cái dở giống như mình cảm thấy tủi thân, như là mình không được chăm sóc á. Thế nhưng mà nó lại có một cái tốt khác, nó có một cái tốt giống như là mình được hoàn toàn tự do, mình như là con chó con mèo chạy ở ngoài vườn ấy. Xong mình tự tìm hiểu là ăn cái này thì nó chết này, ăn cái này thì là khỏe này. Thì từ từ mình học. Hiện nay thì trường Đại học Mỹ thuật vẫn chưa dạy được học sinh những cái thực hành về trải nghiệm cũng như là về khái niệm á. Thì anh nghĩ như thế nào về cái giáo dục? Trời ơi, cái này câu hỏi nó quá lớn. anh thực sự là nhá, anh nó lớn nhưng mà không có nghĩa là anh không thích. Một câu hỏi cực kỳ lớn. Nhưng mà nó giống như cũng khó để mình nói về cái hệ thống của họ ấy. Bởi vì là thực ra nó cũng phụ thuộc vào nhiều lắm. Nó cũng phụ thuộc vào anh. Có nhiều lúc anh nghĩ là nhiều lúc ấy nó không phụ thuộc vào cái hệ thống lắm đâu. Phụ thuộc vào cá nhân cơ. Tức là ví dụ ông hiệu trưởng đấy không phải cái ông đấy mà là ông khác, có thể tình hình khác. Chứ còn hệ thống là cái gì? Hệ thống chỉ là nghệ thuật chứ là cái gì? Thì nghệ thuật thì cứ làm thôi chứ, nhưng mà cái hệ thống nó lại có những cái chuyện về hệ thống, em hiểu? Thế thành ra câu hỏi của em là câu hỏi lớn, anh rất thích nhưng mà cũng không tham gia được nhiều. Dạ. Một series của chú anh chắc là 10 năm rồi, nhưng chú có rất nhiều như người mẫu phụ nữ Việt Nam làm. Hay quá, câu hỏi hay quá, chú rất thích. Làm collagen ấy. Thì tại sao chú dùng tức là tại sao chú lại chọn cái đấy như là một cái gọi là cái gì, một cái op và một cái subject hả? Subject các thứ đấy đó này. Đó thì thực sự là chuyện đấy xảy ra ở trong cái xã hội này mà, như là những cái lạm dụng về nhân quyền ấy, nói thế nghe hơi kinh nhưng mà như là lạm dụng những cái chuyện như là hay nói sao nhỉ, kiểu như là giống như là mình toàn thấy nạn nhân thôi, những chị em rồi các thứ toàn thấy nạn nhân thôi,
ngay cả nên xin lỗi ngay cả những cái cuộc thi của những hoa hậu đeo mấy cái số 18, 19, 23 hay cái gì ấy. Trông buồn quá, tội nghiệp quá. Xong rồi đứng rồi đi lại cái thứ trông tội nghiệp quá không? Những cái đấy tội ác. Chú có nói đến chuyện đấy nhiều. Vâng, rất nói rất nhiều. Tại cháu cũng đang nghĩ là từ như đời mới Việt Nam cũng mở cửa ấy, và tự nhiên đến từ như phụ nữ thì mặc áo dài đến từ phụ nữ lại làm model bikini, bikini ấy. Và cháu thấy chú okay. show cả hai. Nhưng mà thực ra cả hai là một chuyện. Người Việt Nam có một câu rất là hay là bổn cũ soạn lại ấy. Tức là thực ra những cái vấn đề của ngày hôm nay ấy, không phải vấn đề của ngày hôm nay, là vấn đề của quá khứ. Ngày hôm trước thì người ta mặc yếm hoặc là người ta mặc váy hay là cái gì đấy, xong ngày hôm nay thì người ta bikini hoặc là những cái gì đấy. Thì thực ra là đấy nó chỉ là cái hình ảnh nó khác thôi, nhưng mà cái ý tưởng về phụ nữ ấy là như cũ và thậm chí còn độc ác hơn. Sáng tác của anh ấy, thời kỳ đầu nó nói đến cái vấn đề của cái thời kỳ đổi mới xã hội đang phát triển rất nhanh rồi tây hóa, thì nói về những vấn đề vật chất và quyền lực, thì anh nghĩ là các cái nghệ thuật đấy nó có phản ánh được cái thời kỳ đổi mới cũng như là nó có tác động gì với cái xã hội hiện tại này không? Cho đến tận bây giờ luôn. Em có biết không, có rất là nhiều những cái thứ mà anh làm cách đây 20 năm. Nhưng mà cho đến bây giờ anh thấy nó vẫn đang rất là sốt rẻ. Mà nó giống như là trời ơi, chả lẽ mình lại tự khen mình. Mình bảo mình làm mấy cái thứ kiểu tiên tri cái gì. Không phải đâu. Mình đừng nghĩ thế. Mà thực ra nó giống như là thực sự mình trung thực với cái thời điểm đó, hoặc là anh cũng có may mắn mà không, nhưng mà nói thế nó giống như là anh muốn tạo ra một cái thành tựu gì đấy thì cũng không hẳn đâu. Nó chỉ là một cái rất là đơn giản. Thì anh nghĩ là nó đúng đến tận bây giờ. Đúng đến tận bây giờ vì từ cái thời năm 2000 ấy thì anh đã rất là tin cái chuyện này, anh tin cái lý thuyết là nếu như một đất nước ấy mà nó chỉ phát triển về kinh tế ấy, mà nó không có phát triển về văn hóa ấy, thì đấy là nó sẽ tạo ra một xã hội bệnh hoạn. Bởi vì nó chỉ có tiền thôi. Cái đấy nó quá sợ hãi. Thì thực ra em biết không, anh sợ hãi đến tận bây giờ luôn. Khi mà anh thử nghiệm những cái chất liệu mới á, thì anh có những nghệ sĩ nào mà anh ngưỡng mộ, hoặc là anh nghĩ là những cái ảnh hưởng về nghệ thuật của anh đối với cộng đồng như thế nào? Cái hồi bọn anh sinh viên ấy, thì một trong những cái người mà vừa là bạn mà cũng vừa là thầy giáo, tức là đấy là anh Trương Tân. Thì anh dạy tụi anh một chút xíu thôi, anh không dạy nhiều đâu, dạy một năm thôi. Hình như trường ghét ông sao đấy, thế nên mình cũng không được học không ông được nhiều. Nhưng mà anh em mà chơi với cả nhau thì chơi thân lắm, mà cũng không bao giờ nói chuyện nghệ thuật đâu. Nhưng mà bằng cái cách nào đấy có một chút kế hoạch, xong rồi tự dưng tới một lúc bọn anh thử mấy thứ như là performance art rồi các thứ đấy. Nhưng mà cũng nghiên cứu chứ không phải là vẽ mặt rồi múa đâu, không phải thế đâu. Cái lý do mà anh Tân làm là bọn anh học cái ngôn ngữ sân khấu, các cái tiết tấu của nó, bởi vì trên sân khấu nó đặc biệt lắm. Nó giống như là kiểu một cái thời gian rất là ngắn ở trên sân khấu mà mình không giải quyết được ấy. Nó giống như là cái sân khấu nó bị chết và nó giống như là nó thực sự bị gãy ấy. Thế thành ra là sân khấu nó là một cái gì đấy, nó thực sự là một cái sự kiểm soát về thời gian. Như là mình kiểm soát được ấy. Bây giờ anh còn làm
đúng performance như vậy đó. Không không không. Thôi rồi. Sau đấy thì anh cũng có làm sân khấu nhưng mà nhưng mà anh làm với tư cách khác, anh làm tư cách là nhạc sĩ. Thì anh có làm nhạc cho anh Lê Vũ Long ấy. Anh làm mấy cái vở múa cho người cầm điếc đấy. Thì anh thấy thư giãn quá, làm nhạc cho người cầm điếc đã quá, người ta không nghe gì ấy. Tự do lắm. Vâng. Thế, nhưng mà nhìn chung nó giống như là mình có tuổi trẻ thì mình tìm hiểu rồi mình học thôi. Vâng. Ví dụ như là cái ngay cả anh Trương Tân luôn, lúc anh Trương Tân trẻ lắm. Vâng. Bọn anh có thể chênh nhau chục tuổi nhưng mà cùng là một thế hệ mà. Vâng. Thế bọn anh cũng học mà cũng thấy biết ơn lắm. Vâng. Biết ơn cái hoàn cảnh ấy. Vâng. Bởi vì không có hoàn cảnh thì mình không có cơ hội. Vâng. Các bạn trẻ gọi anh là những nghệ sĩ tiên phong. Ôi trời ơi, tiên phong phải là các bạn trẻ chứ người không. Già thì không. Nhưng mà anh ở cái thời điểm những năm 90 mà các anh như vậy là rất tiên phong, rất avant-garde đấy. Hình như là lúc đấy không có việc gì để làm ấy. Ừ. Thành ra bắt buộc mỗi một cái chuyện là ôm sảo lao ra biển. kiểu thế, mình chỉ có một cách duy nhất là tiên phong thôi. Nhà sàn ấy thì cũng đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho nghệ thuật đương đại Việt Nam từ những ngày đầu á. Cái suy nghĩ của anh hiện nay về các hoạt động của nhà sàn tại thời điểm này? Tại thời điểm này thì anh chịu. Bởi vì là anh không đi ra khỏi nhà. Anh chỉ có đi mua rau rồi đi mua thức ăn thôi. Anh không đi chơi mấy ông nghệ sĩ từ nhiều năm rồi. Mà không phải có vấn đề gì các ông cả. Vâng. Mà chỉ là mình tự dưng mình đổi kiểu ấy. Mình ở nhà nhiều hơn. Vâng. Thì thực ra là cái tác động của nhà sàn đến thời điểm này thực sự là anh không thể nói được. Bởi vì mình có đi chơi đâu mà mình biết, mình không biết họ làm sao. Còn cái thời điểm của bọn anh ấy thì anh biết chút xíu. Cái thời điểm đấy tốt, anh nghĩ thời điểm tốt. Cái thời điểm ấy cũng gây những cái tác động, những cái khuyến khích đấy, những cái cổ vũ đấy, là cũng có nhiều đấy, là cũng có nhiều đấy. Vì sau lớp tụi anh thì cũng có rất là nhiều những bạn trẻ hơn cũng dám thử sức những cái thứ rất là kỳ lạ, phải thử sức nhé, kỳ lạ mới hay nhé. Thì tốt. Thì anh nghĩ cái thời điểm bọn anh cộng tác với anh Đức là cũng. Cũng thấy có nhiều cái cũng thấy có nhiều những cái hiệu ứng thú vị. Theo anh thì định nghĩa về nghệ thuật đương đại là như thế nào? Thế nào gọi là nghệ thuật đương đại? Tại vì nghệ thuật đương đại thì đơn giản cực, tại sao phải mệt cái đấy nhỉ? Nghệ thuật đương đại là cái gì đang xảy ra, ai làm gì cũng được. Nó là của ngày hôm nay. Kể cả nó không có ra cái gì, nó là đương đại. Bởi vì nó của ngày hôm nay, nó nói lên những cái phản ứng của những cái, đặc biệt là người trẻ đấy. Những cái người trẻ là ví dụ như cái tuổi các bạn đây là đúng đấy. Đúng là để nó mô tả lại cái xã hội đấy. Thì cái nghệ thuật đương đại nó là cái đấy. Nhưng cho thấy là như các nghệ khoa sĩ đương đại ở ví dụ ở Mỹ ấy, thì bây giờ nó rất như individualist, bây giờ rất là chỉ mọi người ở trong các suy nghĩ của mọi người. Và nhưng ở Việt Nam thì cháu thấy là các khoa sĩ đương đại nhưng cũng nói rất nhiều về các tác phẩm Việt Nam và nói nhiều về văn hóa và lịch sử ấy của người Việt Nam. Hay. Cháu nói rất là hay, cực kỳ hay luôn. Mà thực ra cháu nói thế là đủ, chú nói để cho vui thôi. Bởi cháu nói thế là đủ rồi. Cái hiện tượng nó quá rõ. Ví dụ như là ở một cái xã hội như ở Mỹ hoặc là thậm chí là châu Âu ấy, là bắt đầu người ta, không phải là bắt đầu, người ta đã có một cái nền tảng về cái cá nhân rất là dày dặn. Và nhất là những người làm nghệ thuật ấy, cái cá nhân nó cao lắm. Tức là họ phải là chính họ. Thì cái câu chuyện đấy nó giống như là một cái thành tựu rồi, nó giống như là những cái văn hóa của họ rồi. Thế còn của Việt Nam thì lại hơi khác. Họ không phải là không biết cái chuyện đấy đâu, họ biết cái chuyện hay là tôi phải là tôi.
họ biết cái chuyện đấy. Nhưng mà để muốn tôi là tôi ấy, thì lại phải biết là tôi ở đâu. Thế thành ra họ ban đầu họ tìm hiểu Kim Jong Un, Kim Jong Il. Cháu hiểu? Vâng, cháu hiểu đấy. Cháu... Thì là sau đấy mình mới biết mình là ai. Phải biết. Nhưng mà nó giống như một cái hành trình ấy, để tìm hiểu mình là ai. Hiểu là ai thì phải cũng biết. Cũng đau khổ đấy. Cũng đau khổ đấy, mà cũng dũng cảm đấy. Không phải ai cũng dám đâu. Sợ lắm, tôi không thích nhìn thấy tôi là ai đâu. Tốt nhất là tôi không muốn nhìn thấy tôi.